yêu thích. Và dù trẻ hay già, trai hay gái đều biết đến điệu dân vũ này, đó chính là điệu múa sinh tiền. Và ngay bây giờ đây thì xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu, cùng gặp gỡ với những cô gái Mông rất xinh tươi và trẻ trung của chúng tôi qua tiết mục múa sinh tiền. Trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho phần biểu diễn tiếp theo của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Yeah.
Vâng, rất đặc sắc, đúng không ạ?